Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Prime Lending Direct Lender, làm loans trên 50 tiểu bang Hoa Kỳ, liên lạc Thiên Hương và Thảo Lê, 714-988-8181. Từ Webmeter, anh Tuấn, Đoàn Trọng xin thân ái gửi lời chào đến quý vị cùng với chúng tôi qua Cà Phê Sáng. Good morning, anh Tuấn. Kính chào anh Đoàn Trọng, kính chào tất cả quý vị khán thính giả đang đến với chương trình Cà Phê Sáng. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày thứ ba, 24 tại tháng Giêng, và chúng ta cùng đến với những bản tin dự báo thời tiết đầu tiên. 7 giờ sáng ngay tại Nam California, nhiệt độ trung bình vào sáng ngày hôm nay là 46 độ. Cao nhất vào ban ngày hôm nay, thời tiết như quý vị thấy ấm áp hơn so với ngày hôm qua. Đúng thực sự là như vậy, vào ban trưa nhiệt độ cao nhất là 76, thấp nhất vào tối nay sẽ là 47 độ và sau đó tiếp tục vào ngày mai trời thời tiết khá là thất thường thưa quý vị. Hôm nay thì ấm áp nhưng ngày mai là một ngày cực kỳ lạnh lẽo, để rồi cuối tuần lại trở về với những cái thời tiết có thể nói rằng lên tới, có khi lên tới 85 hoặc 90 độ thưa quý vị. Thời tiết như thế này rất dễ bị cái cơ thể chúng ta không có thể thích ứng được với nhiệt độ môi trường bên ngoài. Trong cùng lúc đó thì một bản tin ở bên phía trang tin tức về thời tiết đó, người ta nói rằng một cái thị trấn ở ngay tại tiểu bang South Dakota, 75 năm vừa qua người ta mới chứng kiến một cái gọi là một cái sự kiện về thời tiết mà ta chưa bao giờ chứng kiến được. Chỉ trong vòng có 2 phút đồng hồ mà thôi, nhiệt độ nó biến đổi từ cái con số đó là âm 4 độ lên tới 45 độ chỉ trong vòng 2 phút đồng hồ. Thì qua cái sự kiện này đó, thì người ta thấy được rằng có một cái sự gọi là cái thời tiết, cái nhiệt độ, cái môi trường, nó một sự ảnh hưởng nào đó mà không, chưa có một bất cứ một cái lời giải thích nào có thể giải thích được. Thưa anh Trọng. Vâng, kính thưa quý vị, có thể nói khí hậu thời tiết năm nay hình như có phần thay đổi hơn những năm trước đây, phải không thưa anh Tuấn? Sáng nay và ngày hôm qua thì hôm nay cái khí hậu lạnh, hôm nay nhiệt độ vẫn còn ở khoảng 44 độ. Mà nếu quý vị biết vào cái thời điểm này mà ở Cali thời tiết 44 độ là có thể nói là một cái độ lạnh vào ban sáng. Nhưng buổi trưa thì khí hậu lại tuyệt vời, phải không? Trưa nắng nóng, ấm áp rồi. Vâng, chúng ta có điều kiện sống trong một cái nơi mà có thể nói rằng khí hậu thời tiết có thể xem như là tuyệt vời nhất ở tại Hoa Kỳ, phải không? Dạ vâng. Vâng. Kính thưa quý vị, sáng nay thì trước tiên chúng ta phải nhìn lại ở Hà Nội. Việc trước tiên ông tướng Mattis, James Mattis, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đang có chuyến công du Việt Nam sau khi sự ra đi chuyến thăm trước đó một ngày của ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sô. Tướng Chris James Mattis là một trong những vị tướng hồi hưu của thủy quân lục chiến. Ông đảm nhiệm chức vụ Bộ trưởng Quốc phòng khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức vụ thứ 45 của Hoa Kỳ. Tướng Chris Mattis là một trong những, James Mattis là một trong những người có thể nói rằng là một trong những vị tướng lừng danh và nổi tiếng rất là hung bạo. Ông rất là mạnh liệt ở trong quân đội Hoa Kỳ. Và trong chuyến viếng thăm này, việc trước tiên ngày hôm qua ông đến tại trụ sở của Tòa đại sứ Hoa Kỳ khi ông nói chuyện với ông tân đại sứ Hoa Kỳ. Và điều trước tiên ông nói đến gặp gỡ tất cả những chuyên viên về vấn đề gọi là theo dõi những quân nhân mất tích của Hoa Kỳ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Và sau đó thì hôm nay ông có một buổi gặp gỡ với ông tướng Ngô Xuân Lịch, đó là vị Tổng trưởng Quốc phòng của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Điều người ta nói đến chuyến đi của tướng Jim Mattis đó là vấn đề ổn định tất cả những cái sự gọi là đi lại trên hàng hải ở Biển Đông. Điều mà trong một năm qua hình như Hoa Kỳ đã có tính cách hờ hững với vấn đề gọi là xoay trục châu Á trước đây của Tổng thống Barack Obama đưa ra. Liệu tất cả những cái sự kiện đó có tạo nên một cái chuyển biến mới trong tình hình chính trị và tình hình quân sự hiện nay đang có những cái vấn đề gọi là phức tạp diễn ra ở tại Biển Đông hay là không? Bên cạnh đó thì tướng James Mattis cũng sẽ thảo luận một vài vấn đề về tình hình có thứ như là xáo trộn hiện nay đang xảy ra tại Bắc Hàn. Chúng ta kỳ vọng ở chuyến đi của tướng James Mattis về những cái thay đổi quân sự và có thể nói rằng đó là một cái dấu hiệu cho thấy có nhiều dấu hiệu xích lại gần giữa Hoa Kỳ và Việt Nam. Thưa anh Tuấn. Thưa quý vị, những hình ảnh mà bên phía ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đến thăm ngay tại Việt Nam đã được các báo giới trong nước người ta đưa lên. Những hình ảnh đầu tiên cho thấy rằng ông James Mattis có một cái biệt danh khác gọi là chiến binh thầy tu, tức là ông hiện tại bây giờ vẫn đang còn độc thân và cả hàng chục năm qua đều gắn liền với cái khuôn mẫu của một người lính. Thì ông có mặt ở ngay tại cơ quan tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ ở ngay tại Hà Nội, và ở ngay tại đây ông đến thăm
và cũng giống như là tham quan cơ quan này. Ông cũng viết lên một cái sổ lưu niệm được đặt ngay chính giữa khán phòng của bộ và thảo luận với các nhân viên trong ban gọi là tìm kiếm tù binh và người mất tích thuộc Bộ Quốc phòng. Rồi được biết rằng ông Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch sẽ chủ trì một cái lễ đón ông John Mastic vào cùng ngày. Rồi sau đó thì ông trở về nơi ông ở, đó là một khách sạn ở ngay tại Hà Nội này. Trong cái cuộc viếng thăm của ông John Mastic thì cả hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ dự kiến sẽ thảo luận về thứ nhất là việc tự do đi lại hàng hải ở ngay tại Biển Đông. Bên phía ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông John Mastic cũng sẽ nêu các vấn đề về Bắc Hàn khi họp với bên Việt Nam. Sau đó, sau khi dừng chân ở ngay tại Indonesia thì ông sẽ đến Hawaii sau chuyến thăm của Việt Nam và sau đó thì gặp Chỉ huy Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương, ông tướng Đô đốc Harry Harris. Kính thưa quý vị, trở lại một trong những cái sự kiện mà chúng ta phải đối chịu và có thể nói rằng là một trong những khó khăn nan giải tại Hoa Kỳ, đó là vấn đề những vụ nổ súng bừa bãi liên tục xảy ra. Nhưng cái điều mà người ta nói đến là tất cả những nạn nhân là những học sinh đi học. Ngày hôm qua tại Marshall County của tiểu bang Kentucky, một vụ nổ súng do một học sinh 15 tuổi chủ mưu. Và kính thưa quý vị, tất cả những hậu quả ghi đến con số 2 học sinh bị tử thương và 16 người bị thương. Cái sự kiện này nó gây một cái xáo độn gì ở trong một cái miền quê yên lành ở tại tiểu bang Kentucky, thưa anh Tuấn? Như chúng tôi đã loan tin về bản tin Breaking News vào ngày hôm qua, khi cuộc xả súng mới vừa diễn ra được một vài phút trước đó thì bên phía tin tức được đưa ra. Lúc bấy giờ thì có một người chết, nhưng tới tận bây giờ thì con số thương vong đã được xác định lên tới 2 người, tức là 2 em học sinh cộng với 15 người khác đang trong cái tình trạng gọi là bị thương và vẫn đang nằm trong bệnh viện. Người ta đã xác định được tên hung thủ cũng là một học sinh, thưa quý vị, 15 tuổi, đã cầm súng đi vào trong nhà trường. Bản tin của CNN vào sáng ngày hôm nay đó thì người ta cho biết rằng hung thủ 15 tuổi đã bị bắt giữ ngay sau khi có ý định tấn công. Nhưng thưa quý vị biết rằng khi mà cầm súng thì súng đạn thì không biết tới tính người, nên thành thử ra vụ nổ súng đã xảy ra. Nhưng cuối cùng thì các nhân viên ở trong nhà trường đã ngăn lại được. Diễn tả một vài những cái sự kiện diễn ra đó thì người ta nói rằng ở trong cái khu trường này đa phần có một số em học sinh là thuộc cái gọi là trường hợp cá biệt, đặc biệt, tức là các em không được như người bình thường. Nên khi mà xả súng nổ ra đó, các em không có được lanh lẹ, không có được giống như những người bình thường, như học sinh bình thường. Nên thành thử ra thương vong, người ta nói rằng với cái con số này, 15 em bị thương thì có thể gọi là rất nhiều, thưa anh. Kính thưa quý vị, đến bây giờ thì chúng ta nói đến một trong những sự kiện mà đã làm nhiều người Hoa Kỳ, bất kỳ từ phía Cộng hòa hoặc Dân chủ đều bàn tán xôn xao trong những ngày vừa qua. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề di trú. Việc trước tiên để chấm dứt tình trạng gọi là ngưng hoạt động của chính phủ, hai bên Đảng Cộng hòa và Dân chủ đã đồng tình với nhau về những cái thỏa thuận mà có thể nói bên tám lạng người nửa cân. Việc trước tiên chúng ta nói đến là ông Chuck Schumer, lãnh tụ thiểu số của Hạ Thượng viện, bên phía Dân chủ, ông đã cho rằng ông đã có những cái sự bằng lòng với một cái sự trao đổi về vấn đề ngân khoản để xây cái bức tường mà một trong những cái sự kiện Tổng thống Donald Trump đã chủ trương từ ngày ông tranh cử. Bên cạnh đó thì để đổi lấy lại tất cả những cái sự kiện để hòng chấm dứt cái tình trạng là hết hạn của đạo luật DACA, mà là một trong những cái lời hăm dê của Tổng thống Donald Trump, khi trong đó cũng có 800.000 tất cả những trẻ em ảnh hưởng bởi cái dự luật DACA và có thể họ sẽ bị hồi hương nếu Tổng thống Donald Trump quyết định một chính sách cứng rắn với DACA. Điều đó có nghĩa rằng là liệu trong tương lai một cái ngân sách dài hạn cho chính phủ Hoa Kỳ để có thể nói rằng có vệ xây bức tượng liệu có được thành hình hay là không. Bản tin của CNN trích dẫn từ trang Twitter của ông Tổng thống Donald Trump vào sáng ngày hôm nay cho biết rằng ông Donald Trump một mực yêu cầu sẽ được muốn được cung cấp những cái ngân sách về để xây bức tường. Nếu không thì ông cũng như bên phía Đảng Cộng hòa sẽ không có chấp nhận cái chương trình gọi là tạm hoãn thi hành trục xuất dành cho trẻ em qua Mỹ dưới tuổi vị thành niên. Thưa quý vị, trên trang Twitter thì ông Trump nói Crying Chuck Schumer, quý vị biết ông Chuck Schumer là lãnh tụ đa số thiểu số. Lãnh tụ thiểu số ở ngay tại Thượng viện. Thì thưa quý vị, ông dùng cái từ ngữ gọi là crying, tức là ông Chuck Schumer đang gào thét, đang khóc, bởi vì ông biết rằng sau thất bại này thì không có bức tường
thì sẽ không có bất kỳ một chương trình DACA nào sẽ được ký kết. Điều này làm cho bên phía các dư luận người ta tự đặt ra một câu hỏi là, như quý vị biết, lời hứa của ông Tổng thống Donald Trump đó là về việc xây bức tường nhưng sẽ lấy ngân sách đòi Mỹ Tây Cơ chi tiền ra bức tường. Nhưng hiện tại bây giờ thì như quý vị thấy, bức tường vẫn muốn được xây lên nhưng lấy tiền ngân sách của chính phủ. Đó là một trong những lý do mà bên phía đảng Dân Chủ họ nói, nếu quý vị muốn xây bức tường, quý vị cứ xây nhưng đừng lấy tiền ngân sách của chính phủ, mà hãy lấy chính ngân sách, chính cái mà quý vị đang hứa, đó là tiền từ Mỹ Tây Cơ. Thưa quý vị, đó là một vài sự kiện căng thẳng giữa đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa, và hậu quả là chính phủ đã bị đóng cửa trong những ngày qua. Trong tương lai, liệu có một cái ngân sách dài hạn? Và thưa quý vị, cái ngân sách tạm thời này chỉ đến vào ngày 8 tháng 2 mà thôi, chỉ có vài tuần lễ thôi. Lại một lần nữa, hai bên lại thảo luận với nhau một trong những cái sự kiện mà gọi là cái hậu bao của người dân Hoa Kỳ. Đến bây giờ cũng chưa biết cái hậu bao nó là bao nhiêu. Một trong những sự kiện khác lạ với tất cả những cái quốc gia ở trên thế giới, người ta chú trọng đến vấn đề ngân sách nhiều nhất, thì Hoa Kỳ lại là vấn đề cứ thảo luận một vài tuần về vấn đề ngân sách tạm thời. Đó là những cái quan điểm khác biệt giữa hai đảng Dân Chủ và đảng Hoàng Hòa. Sáng nay quý vị đang cùng với anh Tuấn và Đoàn Trọng qua Cà Phê Sáng, và chúng tôi trở lại với quý vị trong một giây lát.